xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một sản phẩm mà mình nghĩ là rất là hữu ích và cần thiết đối với tất cả mọi người luôn nha. Đó chính là em sữa tắm organic mọc hương gia đình này đây. Em sữa tắm này á có thể là khử khuẩn này và khử được mùi hôi của cơ thể luôn, các bạn có tin được không? Thì trước khi mà mình đi sâu vào sản phẩm thì mình sẽ tâm sự với các bạn về vấn đề mình gặp phải trước đây. Thì trước đây á, mình là người có mùi hôi rất là nặng nha mọi người. Cái tiếng mùi hôi của mình nó ra nhiều nè và còn thêm mùi hôi cơ thể ở vùng nách, vùng chân. Thì cái mùi hôi đó gây khó chịu cho bản thân mình và cả những người xung quanh luôn. Mình rất là tự ti và tìm kiếm cũng như sử dụng vô cùng nhiều là sản phẩm nha. Ví dụ như thanh lăng này, rồi xịt, những cái sản phẩm từ thiên nhiên mà bạn bè gia đình mình giới thiệu thì mình đều có sử dụng qua hết. Thì những cái sản phẩm đó theo mình cảm nhận á thì nó sẽ hiệu quả ở 1-2 tháng đầu thôi. Nhưng mà khi mà mình hoạt động cả một ngày dài thì cái tiếng mùi hôi mình sẽ ra nhiều hơn, cộng thêm là mùi hôi cơ thể này và cộng thêm cái mùi hương của những cái sản phẩm đó nữa thì nó tạo ra một cái mùi rất là ghê, rất là sợ luôn mọi người. Nên là thời gian đó mình vô cùng là tự ti luôn. Và mình đã cố gắng hơn, tìm kiếm nhiều hơn những cái sản phẩm tốt nè, được bạn bè giới thiệu nữa. Thì may mắn cho mình là mình đã tìm được em sữa tắm organic mọc hương gia đình này đây. Sữa tắm mọc hương này đã đáp ứng đầy đủ những cái mong muốn của mình luôn. Đó là mình rất là thích những cái sản phẩm xanh, là những cái sản phẩm mà không chứa những cái chất hóa học này và hoàn toàn thiên nhiên và có chiết xuất từ hoa hồng nữa. Và mình là người cực kỳ yêu thích hoa hồng luôn, nên là khi mà nghe bạn giới thiệu qua mình đã rất là thích. Nhưng mà mình không có hy vọng nhiều ở em sữa tắm này ở cái việc mà khử mùi hôi có thể, bởi vì mình đã sử dụng rất nhiều cái sản phẩm chuyên dụng để khử mùi hôi nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Thì liệu một cái sữa tắm như thế này có thể khử mùi hay không, nhưng mà mình vẫn quyết định sử dụng để xem là em ấy có hiệu quả hay không. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì mình có niềm vui theo từng ngày, đúng không mọi người? Mỗi ngày trôi qua thì mình đều cảm nhận được là cái mùi hôi trên cơ thể của mình giảm dần đi và rất là vui luôn. Và cho đến ngày hôm nay thì mình rất là tự tin là giới thiệu đối với mọi người em này vô cùng hiệu quả trong việc là khử khuẩn nha. Bởi vì là bây giờ mình đã giảm hẳn luôn cái mùi hôi cơ thể của mình, phải nói là không còn nữa luôn đó mọi người. Rất là tuyệt vời. Em sữa tắm này với tiêu chí là đâm không nha mọi người, không xà phòng này, không sunfat, không paraben, không hương tổng hợp và không màu tổng hợp, rất là thân thiện với môi trường luôn. Và đây được gọi là sản phẩm xanh nha mọi người, với 100% thành phần là thiên nhiên như là chiết xuất từ hoa hồng, chiết xuất từ 10 loại rau củ quả như là cà chua, kiwi, trà xanh, dưa leo, sữa chua và chiết xuất từ nấm linh đen nữa, nên là rất là tốt cho da, giúp nuôi dưỡng da từ sau bên trong nè, dưỡng ẩm và ngăn ngừa lão hóa, đồng thời sẽ làm sạch da. Khi chúng ta tắm xong thì các bạn sẽ thấy da mình vô cùng là sạch luôn, nhưng mà nó rất là bền mịn nha mọi người. Đó, và ngoài ra là còn ngăn ngừa rôm sảy này và ngăn ngừa mụn trên da nữa. Và điều đặc biệt mà mình vô cùng tâm đắc đó là cái sữa tắm này còn chữa được mùi hôi trên cơ thể, đã trị được dứt điểm cái vấn đề về mùi hôi của mình, rất là tuyệt vời luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Chúng ta không nên soi trực tiếp sữa tắm lên da nè, mà cần tạo bọt trước bằng bông tắm và mình sẽ làm ướt cơ thể trước khi mình soi bọt sữa tắm lên da. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái chất của sữa tắm nè, rất là nhiều nhẹ và thơm, mùi thơm của thiên nhiên. Với một số nước thì bọt của sữa tắm lên rất là nhiều, chúng ta hãy xoa và massage lên da nha. Và mình xoa massage nhiều hơn vào các vùng da bị mụn nè, việc viêm lỗ chân lông nếu có nha. Và những bạn có vấn đề về mùi hôi cơ thể như là vùng nách nè, vùng chân thì các bạn hãy xoa sữa tắm vào hai bộ phận này đầu tiên khi mình bắt đầu tắm nha, và cố gắng là lưu lại đó lâu nhất có thể đến khi kết thúc quá trình tắm. Và các hoạt chất và dược liệu trong sữa tắm sẽ giúp kháng khuẩn và trung hòa mùi hôi dài lâu, hiệu quả sạch mùi sẽ đến dần sau 3 ngày sử dụng nha mọi người. Phẩm phù hợp cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em từ 3 tháng tuổi luôn nè. Và sản phẩm có độ pH hoàn hảo, không chứa các hóa chất độc hại nên giúp làm sạch, dưỡng nhẹ, dưỡng ẩm, khử mùi an toàn cho mọi loại da luôn. Tắm mọc hương còn là cứu cánh và lựa chọn hàng đầu cho những người bị mắc bệnh lý về da như là người có da nhạy cảm nè, người bị bong tróc, nấm da, dị ứng hóa chất, viêm da cơ địa, á sừng, vẩy nến, tổ đĩa, người bị mụn viêm da và những người có mùi hôi cơ thể, hôi nách, hôi chân. Với công dụng khử mùi vô cùng tốt lên đến 24 giờ luôn nha. Sau khi tắm xong thì mình thấy là da của mình rất là sạch, nhưng mà không có bị khô nha mọi người. Da rất là mướt mịn và có trắng hơn một tí nữa. Mùi thơm rất là nhẹ nhàng và dễ chịu. Thì đối với những bạn sữa tắm organic mọc hương gia đình là sản phẩm quốc dân luôn đó mọi người, nên sử dụng nha. Các bạn hãy tham khảo và sử dụng ngay em sữa tắm mọc hương gia đình này đi. Các bạn sẽ không có thất vọng đâu nha. Rất là hiệu quả luôn. Mình đã sử dụng và cảm thấy em sữa tắm organic mọc hương gia đình này vô cùng là tuyệt vời. Mình cũng mong rằng các bạn cũng sẽ sử dụng và đạt được một kết quả mà các bạn mong muốn nha.